này xài cho nó hàng ngày ha chị hả? Không có xài gì luôn á, mụn quá, chán chẳng muốn xài gì hết. Chị xài đó nó bị bít cái đũa lông này, nó lên nhiều mụn hơn. Mình chỉ rửa mặt còn vậy thôi. Dạ nhờ nghe. Là gì đủ nhờ nó mới bị mụn hoài. Ừ. Nhờ quá trời luôn.
Nhờ nhờ ghê vậy. Chị đang xài sản phẩm bia da xài xong chưa? Thế rồi. Chị muốn lấy thì chị lấy cái mình em mình chị chấm rồi nó phụ thôi. Dạ, bóc nó là hết cái mấy phần mấy gì mấy cái nhân lành của chị. Cái nhân nó tổng ra là bữa nó xơ nhé, nó tổng giúp đó. Nó là sẽ đỡ nhất đi chị. Đỡ nhất đi. Chút sáng nó chói lắm, sáng nó có chị mệt nhất không? Đỡ là đúng không? Cái sẹt của mình. Khanh hả? Dạ. Em Khanh ở dưới hả? Đi cái hai buổi hết mụn em tới nay mới thấy nó. Dạ đến xem. Khúc hoang gì chị?
Okay.